ông Thoại Ngọc Hầu, mọi người đã có công xây dựng cái lại cái ngôi miếu miếu Bà Chúa Xứ. Phía trước lăng cũng có hai cái khẩu đại bác giống như ở lăng lăng ông Bà Chiểu, lăng ông Lê Văn Việt rồi mà. Và phía trước có cái bia, có bia ghi lại cái câu chuyện về núi Vĩnh Tế do đức vua đặt bàn tên gọi. Khi mà đi đến viếng miếu Bà Chúa Xứ thì phải ghé qua bên thắp nhang cho lăng ông Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế, hai ông bà nằm đây. Đây là khu lăng mộ của ông Thoại Ngọc Hầu.
Thưa quý vị các bạn, không giống như là đăng ông Lê Văn Duyệt ở trung tâm của bên thành phố Hồ Chí Minh và hồi xưa là thành phố Gia Định, thì ở tại núi Sam ở Châu Đốc ấy, thì lăng ông Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế thì nằm ở một cái vị trí rất là đắc địa ở đối diện với lại chùa Bà. Tuy nhiên thì cũng rất là ít người biết đến cái vị mà tiền nhân có công mà mở cái vùng đất phía miền Tây này ra tận tới biên giới Campuchia, đó là ông Thoại Ngọc Hầu, và người có công là dẫn cái kênh xây cái kênh Vĩnh Tế đó. Thì nếu mà có dịp đi tham quan hoặc là đi vía núi Bà thì quý vị sẽ hãy dành một thời gian để đến thắp nhang cho ông Thoại Ngọc Hầu để tưởng nhớ những người tiền nhân đi mở cõi, mở rộng cái bờ cõi của cái mảnh đất hình chữ S của đất nước mình quý các bạn nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều và cảm ơn các bạn đã coi hết video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.